2, 3, bắt đầu. Rồi, quất. Nhanh phải nhanh nha, nhanh. Đó, rồi, bên nhanh rất là nhanh cả nhà ơi. Này, xong cái bánh đú coi nha. Chắc nó đẩy luôn nguyên cái. Ôi. Ăn phải làm sao mà cho nó giữ hình ảnh và hình tượng nha, mấy anh ăn mà dính mồm dính mép đó. Anh ăn luôn lá rồi. Hỏi ăn mới. Chị đã quay trở lại với kênh Sự Kiện 78 cũng như là kênh Hậu Nhân. Thì trước mặt của các em đây cũng có là hai em trai, đó là tên Tài 66 và tên em Ba Miền. Đó thì cái video này Phúc Khang sẽ làm một cái video là hôm bữa thì Phúc Khang với Hậu Nhân có độ một cái bánh bánh ú lá tre nè cô chú anh chị. Thì Phúc Khang nói là cái bánh này thì Phúc Khang ăn có thể là 10 cái, nhưng mà Hậu Nhân nói làm gì ăn được 10 cái thì Hậu Nhân có cái độ với Phúc Khang. Nhưng mà trong cái thời gian chờ đợi tới ngày hôm nay có bánh nha cô chú anh chị, nhưng mà em Hậu Nhân đã quyết định thua cuộc với Phúc Khang. Đúng rồi, chơi một cái trò chơi rất là hấp dẫn luôn, chấp nhận chịu thua cái trò đó cả nhà. Tại vì biết anh ăn 10 cái là mình thua chắc rồi, bây giờ là mình chấp nhận chịu thua, chơi trò mới, hai anh em mỗi người 10 cái coi ai ăn thắng. Cái cuộc thách đấu này nó cách đây mấy ngày rồi, cách đây khoảng bữa mấy ta, tính cho tuần đi, tuần này chắc cũng tuần rồi. Thì cái coi như là Hậu Nhân chấp nhận thua, bây giờ mình chơi là cái kèo mới. Kèo mới là anh Phúc Khang. Mà bây giờ em hỏi anh Phúc Khang cân nặng có bao nhiêu? Cân nặng anh 49 kg, chưa được 50. Dạ, và một ngày anh ăn mấy tô cơm anh? Hiện tại thì mỗi ngày là anh ăn một lần ăn tầm khoảng 3 chén cơm. 3 chén cơm mà anh ăn ngày mấy buổi anh? Thường là anh ăn ngày 2 buổi. 2 buổi ha. 3 buổi. Vậy là anh ăn khác Thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ ăn trước ngọ, ngày có 1 lần à. Rồi đó là cái số lượng ăn và cũng như là số ký của anh Phúc Khang. Rồi bây giờ hỏi tình Hậu Nhân nè. Mỗi người 10 cái nha cả nhà. Hậu Nhân bao nhiêu ký? Em hả? Hình như em cân em được 62 ký đó anh. 62 ký. Và cái khả năng em ăn là ngày được mấy tô và ăn mấy lần trong ngày? Ngày ăn 3 lần. Ngày ăn 3 lần luôn. Đó thì anh Phúc Khang thấy anh đang cũng gãy rồi. Mới có giới thiệu sơ thôi. Sợ chưa? Sợ thì đầu hàng liền luôn đi. Không, đầu từ để hỏi mình phải thăm dò ý kiến nhau để mình biết đối thủ như thế nào để mình dùng chiêu trò. Đó, anh Phúc Khang có chiêu gì không sau khi mà anh đối kháng với lại Hậu Nhân qua cái cuộc thách đấu này? Anh thì, có chiêu gì không? Thì chiêu thì anh không có, nhưng mà nói thật ra cái bánh này là cái bánh mà anh yêu thích nhất. Anh thích nhất. Anh thấy nó nhỏ đúng không? Nó không phải là nó nhỏ nhưng mà anh thích nó. Ôi, cái gì? Chưa có lộn nha. Chưa nha, không có lộn nha. Anh gian nha. Anh còn làm bánh này nhiều hơn đang. Ủa em lộn chứ một cái không cho đâu hả? Cho lộn chứ cái đi. Không. Để đó từ từ. Thì cái này á nó thật ra với cô chú anh chị là cái bánh này Phúc Khang rất là thích. Tuy là nó nhỏ nhưng mà Phúc Khang thích nhất là về cái bột nó dẻo ha. Và ở trong đó có một cái nhân đậu xanh nó ngọt rất là ngon. Thì thường là cái này là Phúc Khang không phải là lột ăn. Nếu mà ở nhà lột ra để trong cái dĩa và anh để vô trong cái tủ lạnh, tủ ngăn mát á, để cho nó cứng lại, để cho nó hơi cứng ăn rất là ngon. Không, bây giờ đấu luôn đi, giới thiệu hoài luôn, tí nữa giới thiệu sao. Nóng như vậy. Nóng rồi. Với bạn từ từ để hỏi một câu nữa, làm gì hấp tấp gì anh đói lắm cái gì nè. Đói, nó đang đói. Bây giờ anh hỏi anh Phúc Khang, nó nhăn thì em biết là với cái tướng nó như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có chiêu trò. Với anh Phúc Khang cái tướng mảnh mai mỏng manh như thế này. Ba mày ngẫm thua hết lần rồi đó. Thì anh Phúc Khang cảm thấy có gọi là có một cái gì sợ sợ với đối thủ của mình không? Nói chung thì sợ thì nó không phải sợ, cái này nói chung là một cái thách đấu này là nó vừa vui với lại là cái câu chuyện mà bữa là độ với anh. Thì bây giờ anh cũng nói thẳng thì anh có thắng hoặc là Hậu Nhân có thắng đi nữa thì cũng rất là vui. Mà cái kèo này nếu mà ai thua là 4 ly nước đúng không? Ok, 4 ly nước đúng không? 4 ly là 4 ly nha. Rồi 4 ly luôn. 4 lon hút nha. 4 lon hút. Cho nó hấp dẫn đúng không? À, đúng rồi, mình phải có cái sự có một cái thắng thua nhẹ nhẹ rồi, không okay. Phải cá độ mà là thắng thua nhẹ nhẹ để cho đối phương phải có sự cố gắng. Đúng rồi. Chứ không thôi mấy anh cứ từ từ tà biết thắng rồi không có cái gì, phải có giải thưởng. Thì thì anh cũng nói thêm là cái độ này thì nó không có thời gian. Thua đừng lóc nha. Khoảng 10 phút khoảng 10 phút đến 15 phút. Chừng vòng 15 phút là ăn hết thôi. Nhưng mà đặc biệt anh nói không có thời gian chứ mấy anh không được câu giờ nha. Anh cứ từ từ tới chiều luôn, tôi ngồi đâu đây có, tầm, anh nói là tầm khoảng là 15 phút đổ lại. Rồi, đó. Bây giờ bắt đầu đi. 10 cái nha cả nhà. Và đếm đi, anh đếm anh đúng 10 cái chưa? Đây đếm đi, đếm đi, đếm nè. Đây 2 cái nè. 1 cái, 2 cái nè. Rồi đếm đếm số lượng. 3 cái nè. 4 cái nè. 5 cái nè. 6 cái nè. 6 với 3 9 nè, đây 1 cái nữa 10 nè. Đếm số lượng. Đây là 1 nè. Rồi. 2 nè. Rồi. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Rồi 10 cái. 7 nè. 7 với 3 là 10. Rồi ok, tất cả đều là 10 cái như nhau cô chú anh chị.
Bây giờ em đếm 1, 2, 3 là bắt đầu vừa tháo vừa lột vừa ăn luôn nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, quất. Nhanh, phải nhanh nha, nhanh. Đó, rồi, bên nhanh rất là nhanh cả nhà ơi. Rồi, xong cái bánh đủ coi nha. Chắc nó đẩy luôn nguyên cái. Rồi. Ăn phải làm sao mà cho nó giữ hình ảnh và hình tượng nha. Mấy anh ăn mà dính mồm, dính mép đó. Anh ăn luôn lá rồi, hỏi ăn mấy luôn lá rồi. Gấp có ăn luôn lá rồi kìa. Đừng ngại thở tướng nước. Quên nữa, nước nha. Uống nước luôn. Không được uống nước nha. Rồi. Ai sẽ là người thắng? À, anh Khang nước rồi. Anh Khang nước xong rồi. Anh Khang nước rồi, Hậu Nhân ăn luôn lá gì vậy? Từ từ ha. Gấp vậy rồi, Hậu Nhân gấp vậy rồi. Bốn lọt. Nôn nóng, nôn nóng. Hậu Nhân nóng, nôn nóng. ba chục ngàn chết mồ rồi, ba là bốn là trăm hai, trăm hai chục ngàn nha. Vừa có ăn mà vừa có coi rồi đúng rồi. Biết rồi, biết rồi. À, xin thưa với cô chú anh chị là Hậu Nhân có một cái gặp một cái sự cố, hơi trễ trễ một rớt đất rồi một nhịp mà nghe. Đó, anh Khang cứ từ từ thôi nhưng mà anh nhai nuốt rất là lẹ. Người ta thường nói là gừng càng già càng cay nha cô chú anh chị. Đừng thấy nhân trẻ mà tướng bự ngon đâu nha. Thấy vậy hồi nãy em thấy anh Khang có tập thể dục rồi nha. Đó, anh không nói gì chân anh sợ gió bay vô đầy bụng. Anh không nói gì rồi. Anh không nói. Nói thôi sao. Ơi, cái này cái thứ tư. Cái lừa mấy bạn á hả? Nhăn hơi bị rối rồi thì đứng chị ơi. Theo như em quan sát á, Hậu Nhân tuy rằng là tướng to, bự con, cơ bắp cuồn cuộn nhưng mà cái sai miệng của Hậu Nhân không bằng anh Khang. Cái sai miệng không bằng nghe cô chú anh chị đó. Gấu quần quá. Hậu Nhân đang anh dồn đầy họng mà có vẻ là đang khát nước nha. Còn cho anh nhanh như vậy mấy anh này chơi chiêu á là một lần là hết một cái. Rồi hiện tại giờ em thấy là chỉ số là hình như là hơi trên lệch nha. Phúc Khang đang là cái thứ sáu rồi đúng anh Khang, cái thứ sáu chưa. Đó, nhân mấy cái thứ năm mà còn trong miệng nhưng mà nó không có nước của chú gì đó, khó nuốt quá. Cái này phải cho miếng nước mới được. Hả? Không, không có nước. Mình phải chơi hết mình nghe, không có nhường nha. Hả? Không nhường là thua bốn lon ngắn chịu à. Hả? Rồi Hậu Nhân có vẻ hơi bị khô rồi, cả nhà bị ngán rồi. Hậu Nhân còn bốn cái nữa. Hả? Chỉ số của quần binh. Quần binh rồi, quần binh rồi. Quần binh nhìn rồi. Bốn cái, mỗi người còn bốn cái nha. Chạy nước rút đi nha, em không biết nha, chạy nước rút nha. Mệt quá, thở không hỏi. Rồi. Từ ăn thôi. Đâu, từ từ là thua. Mình đang thách đố mà. Bấm lo mà cùng á. Hả? Hậu Nhân đang có vẻ là, gọi là... Đó, trong miệng còn rất nhiều. Anh Khang là anh nuốt rất nhanh của chú anh chị, anh không cần nhai nha. Bốc từ từ luôn cô chú anh chị. Thật sự là bánh này rất là ngon cô chú anh chị. Rất là đẻo. Và cái bột của nó bên trong á, bột đậu xanh á. Ăn sao mà cái vỏ rung quá. Anh đang thách đấu đó anh Khang. Thách đấu anh. Chấp luôn. Anh review với anh Khang. Ủa? Nó bảy cái luôn hả? Anh đang thách đấu đó anh Khang à. Nhưng mà em tin chắc rằng là anh Khang sẽ thắng tôi chú anh chị. Vì cái sai miệng của anh Khang không phải là dạng vừa đâu. Rồi, Nhân đã lên kèo rồi. Nhân lên rồi. Nhân còn có hai cái rồi, anh Khang chết rồi. Xong rồi. Đồ quá. À, ban đầu thì có vẻ là Phúc Khang thắng nha cô chú anh chị, nhưng mà không ngờ Hậu Nhân đã chạy nước rút nha. Và bây giờ trong miệng Hậu Nhân hai bên là đầy ấp luôn rồi, nuốt không được nữa. Hậu Nhân cố dồn vô chờ về cái miệng kìa nha. Nè anh Khang tuy rằng anh nhỏ nhưng mà anh có chiến thuật nha, anh có chiến thuật nha cô chú anh chị. Đó, Hậu Nhân cái này bỏ à. Rồi nghe rồi rồi nghèo không có nước nha, cái này là ăn không có nước tôi nữa nhân đợi nước. Còn cái này rồi, cái này là đồng cái nè. Lẹ đi anh Khang ơi, no quá bây giờ no hay là thua bốn lon? No quá. Anh muốn cái nào? No quá. Hậu Nhân đang có lẽ là thở dốc được cô chú anh chị, cần oxy không? No quá, chắc nhường cho em trai thắng quá. Chơi không nhường nha. Được. Phải là no quá. Anh lên nha. No quá. Tại cả trên đường về là anh với Tài với cái bánh nó cũng bự đâu có nhỏ đâu có vậy. Nhịp sống thành đô có ghé ăn cơm rồi, cho nên là no quá. Chứ không là anh nó thật sự nghĩ giờ là anh xong rồi. Hai anh đang nhường nhau cái gì vậy?
Nói chung là anh kéo thời gian rồi no lắm, nhăn xong rồi cà quá ngọt ngồi gớt. Hay là hai anh em là vừa hết cùng lúc rồi chia đôi hả? Ừ, chia đôi người hai đi. Nói chung là thôi anh thua cuộc. Tao thua cuộc. Tao thua. No quá. Rồi vậy còn cái không ăn nha. Anh cũng hết chứ, hết chứ. Cái này để cho anh vào đèn, uống miếng vào đèn. Rồi cô chú anh chị ơi, cuối cùng là cũng càng nó thôi nha cả nhà. Rồi cái này thì anh no cho em tại 66 ông Khang nó thua rồi cho ba miền ha. Anh em ăn nhiều quá à. Nói chung là nếu mà anh ăn là chắc chắn là hậu nhân là ăn không lợi rồi đó, nhưng mà thật sự là anh đang no quá. Dạ đúng rồi, quá no. Bây giờ là thôi thì bây giờ nếu mà chấp nhận thua, anh Khang chấp nhận thua thì bây giờ em hỏi anh Khang với lại hậu nhân nè. Cái bánh này á, thì khi mà mình ăn một cùng một lúc mà 10 cái như vậy, anh mới ăn có 8 cái đúng không? Khoảng 8 cái, 9 cái, nhân 9 cái, anh 8 cái. Đó, thì ăn cùng lúc vậy thì cái cảm giác nó như thế nào? Mà không có nước nữa. Nói chung á, bánh thì rất là ngon, rất là dẻo. Nhưng á, thì ngọt ngọt, không có ngọt quá, ngọt vừa thôi, rất là ngon. Thì thật sự cái này mà mình để trong tủ lạnh giống như anh nói, nó vừa giáo lợn thì càng ngon nữa. Nhưng mà mình ăn, mình vừa ăn vừa uống thì càng ngon. Còn cái này là thì hai anh em đang thách đấu với nhau. Nói chung là nuốt mình ăn một lần một chục cái thì nói chung là dư sức ăn. Nhưng mà có một cái là mình ăn này cái này mà ăn nhanh quá, nó sẽ bị cảm giác nó không được ngon giống như mình thưởng thức. Đúng rồi. Đó, nhưng mà thật sự bánh rất là ngon. Giống như nó chằn rồi đúng không? Đúng rồi. Giống như là mình ăn từ từ nó cảm nhận, mình ăn mình cắn từ từ nó ngon lắm. Vậy thì cái này ăn tranh thủ mà ai thắng ai thua đó, ăn nhanh quá cứ như là không biết cảm giác, biết ngon. Nhưng sự rất là ngon. Vậy thì tính ra anh Phúc Trang với lại Hậu Nhân là ăn hết cả một năm rồi. Hết một năm luôn rồi. Ăn một năm luôn rồi, ăn bánh thành cũng một năm rồi. Thôi thì dạ thì video cũng khá là dài rồi nha. Hai anh em đấu thì cũng có người thắng người thua rồi. Anh này ảnh ti ảnh nhỏ con thiệt nhưng mà cái miệng ảnh nó bự. Anh ăn nhanh thiệt. Bự à. Em đi theo muốn chết luôn đó nha. Thật sự mình nhỏ con ảnh mình cái miệng mình nhỏ hơn. Đưa vô một cái ăn mà kiểu mà nuốt nguyên cái nuốt không nổi, không nhận ảnh làm nhanh thiệt. Đó là mình ngọc. Không phải, nói thật thì cái này anh đã nói từ đầu rồi, cái bánh này là bánh anh đưa thích nhất. Đưa thích nhất luôn. Nếu mà trường ăn bánh này, nếu mà cái trường hợp mà gọi là chưa ai ăn gì á mà đấu thì chắc chắn là em sẽ bắt là anh Phúc Trang. Vì anh Phúc Trang có nhiều cái lợi thế, gừng càng già càng cay mà sai miệng của anh là em ok đó. Ừ, cái miệng bự quá. Đâu đâu bây giờ anh dùng hết cỡ rồi cái miệng thôi được rồi, được rồi. Ăn là nãy giờ là vậy là em thấy rồi. Rồi xin chào cô chú anh chị mình nha. Dạ. Rồi thì video của Phúc Khang cũng như là Hồng Nhân đến đây cũng xin phép kết thúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Thì các anh em sau này cũng có vài cái video để hài hước, để cho mình thay đổi cái không khí của chú anh chị. Cho nó vui tươi, cho nó coi như là nó hưng phấn lên đúng không? Đúng rồi. Để mình có một cái động lực để mình đi làm những cái video khác cũng như là có những cái video ở đây cũng rất là nhiều cái áp lực của chú anh chị. Có nhiều người vô cũng nói này nói kia. Nói chung là cái chuyện đó thì các anh em đây không quan tâm. Quan tâm ở đây là chủ yếu là ủng hộ em không lo. Lúc nào cũng vậy, ủng hộ hết mình. Xin chào tạm biệt. Dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều.